Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hồ niệm người lâm chung Phần 4 Các nghi thức thường dùng 1. Khai thị người lâm chung Chọn cửa tái sinh Sau đó, vẫn có một vài loại người không đạt được giải thoát mặc dù đã đón nhận những lời hướng đạo và đã được dạy những kỹ thuật quán tưởng như trên việc thiếu khả năng giải thoát là do họ chưa thật quen thuộc với những thiện nghiệp trong quá khứ mà chỉ quen thuộc với những nghiệp bất thiện và uy lực cũng như sức mạnh to lớn của những chướng ngại tiêu cực bởi vậy trong lúc này nếu việc đi vào bụng mẹ còn chưa được ngăn chặn một cách thành công như đã mô tả ở trên có một lời hướng đạo khẩu truyền sâu sắc giúp người chết lựa chọn để nhập mẫu thai một cách phù hợp. Người hộ niệm lúc này nên thỉnh cầu sự hỗ trợ của chư Phật Bồ Tát và quy y ba ngôi Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm trưởng dưỡng tâm vị tha. Sau đó, gọi tên người quá cố ba lần và đọc những lời khai thị sau đây. Này bậc đáng kính, pháp danh người quá cố hãy lắng nghe cẩn thận mặc dù nhiều lời chỉ dẫn chân thật và hướng đạo đã được đưa ra trước đây với anh cho đến bây giờ trong giai đoạn này anh vẫn không khắc cốt ghi tâm được bây giờ nếu anh vẫn chưa đóng được cánh cửa nhập vào bụng mẹ thì thời điểm này thực sự đã đến lúc anh phải nhận lấy một thân không chỉ có một mà có rất nhiều các lời hướng đạo chân thật sâu sắc khác nhau hướng dẫn anh lựa chọn việc nhập vào bụng mẹ một cách phù hợp. Bởi vậy, hãy hiểu điều này một cách rõ ràng, đừng sao nhãn. Hãy lắng nghe, đừng sao nhãn. Hãy hiểu rõ và chú tâm một cách chắc chắn. Hãy lắng nghe, người con của Phật tính. Bây giờ, nếu anh sắp sinh ra làm một con người thì những biểu hiện và dấu hiệu sẽ liên quan đến những cảnh giới mà anh sắp sinh vào trên một trong bốn châu lục sẽ xuất hiện anh phải nhận ra những dấu hiệu này thực sự anh phải lựa chọn cảnh giới lục địa mà anh sẽ sinh vào dựa trên sự kiểm chứng thật cẩn thận theo những chỉ dẫn trong giáo lý này nếu phải sinh sang lục địa ở phương đông hay đông thắng thần châu anh sẽ nhìn thấy một cái hồ có những con thiên nga đực và cái đừng bị lôi cuốn vào nơi này hãy nhớ lại trong tâm những phương pháp chuyển hóa và hãy áp dụng nó anh đang phải đến nơi đó nhưng mặc dù đó là một nơi chốn rất an bình và hạnh phúc thì nó vẫn là một cảnh giới không có giáo pháp của phật thịnh hành đừng đi vào châu lục này nếu phải tái sinh vào châu lục phương nam hay nam thiệm bộ châu anh sẽ nhìn thấy những lâu đài hỷ lạc nguy nga tráng lệ nếu anh có thể nhập vào đó thì hãy cứ đi vào đó nếu sinh ra tại châu lục phương tây tên là tây ngưu hóa châu anh sẽ nhìn thấy một cái hồ nước xung quanh bờ hồ là những con ngựa cái và ngựa đực đừng bị lôi cuốn vào nơi này hãy nhớ trong tâm những phương pháp chuyển hóa và áp dụng nó vì mặc dù nơi này rất giàu có và nhiều tài nguyên dồi dào nhưng cũng là một cảnh giới mà phật pháp không được thịnh hành bởi vậy anh đừng nhập vào châu lục này nếu phải tái sinh vào một châu lục phương bắc hay bắc câu lô châu anh sẽ nhìn thấy một hồ nước xung quanh bờ hồ là những đàn gia súc hoặc được trang hoàng bằng những cái cây. Hãy nhận ra sự xuất hiện này là những dấu hiệu của nơi mà anh sắp sinh vào. Đừng đến đó, mặc dù đây là một nơi có sự trường thọ, có công đức nhưng không có giáo pháp linh thiên thịnh hành. Đừng đi đến nơi này. Nếu phải tái sinh là một vị thiên, anh sẽ nhìn thấy những thiên cung hỷ lạc, rất nhiều tầng và có nhiều châu báu nếu thực sự có thể thì anh hãy đi đến đó nếu phải tái sinh vào loài á thiên atula anh sẽ nhìn thấy những miền đất vô cùng đẹp đẽ những cái đèn gỗ đang quay tạo ra như những bánh xe lửa đừng đến đó trong bất cứ trường hợp nào hãy nhớ trong tâm phương pháp chuyển hóa và áp dụng chúng nếu sắp sinh ra là loài súc sinh anh sẽ nhìn thấy những hang động đá những lỗ rỗng và những túp lều rơm và được che phủ bởi những màn sương mù. Đừng đến nơi này. Nếu sắp sinh vào loài ngạ quỷ, anh sẽ nhìn thấy những gốc cây, những bóng đen nhô ra và những hẻm núi cục, hoặc là hoàn toàn tối đen. Nếu tới đây, anh sẽ sinh ra vào loài ngạ quỷ, phải trải nghiệm vô vàng đau khổ của sự đói và khát không thể tưởng tượng. Đừng đến đây! hãy nhớ trong tâm phương pháp của sự chuyển hóa và áp dụng những giáo pháp này một cách can đảm và mạnh mẽ nếu sắp sinh vào địa ngục anh sẽ nghe thấy những bài hát của những hành động nghiệp tiêu cực trong quá khứ hoặc đơn giản hơn là anh sẽ cảm thấy mất hết năng lực và bắt buộc phải đi vào đó ở nơi này những nhận thức của anh sẽ xuất hiện rằng anh phải di chuyển đến một cái vùng đất tối đen nơi mà chỉ có những ngôi nhà đen và đỏ những con đường đen và những hốc đất đen nếu bị cuốn hút đến nơi này anh sẽ bị đọa xuống địa ngục và sẽ phải trải nghiệm sự đau khổ thiêu đốt không thể nghĩ bàn của sự nóng và lạnh hãy cẩn thận đừng đi vào giữa những nơi này bởi vì nó sẽ không có cơ hội để quay trở lại đừng vào đó trong bất kỳ tình huống nào như đã được dạy trong các lời kệ căn bản. Bạn phải đóng cửa, nhập vào bụng mẹ và nhớ lại trong tâm phương pháp của sự chuyển hóa. Bây giờ, điều đó là hoàn toàn cần thiết. Này bậc đáng kính, pháp danh người quá cố, hãy lắng nghe. Mặc dù không mong muốn di chuyển về phía trước, nhưng anh lại không thể cưỡng lại điều này. Lực lượng báo thù những người đang thực hiện những luật không sai lầm của nhân quả sẽ truy đuổi anh anh sẽ không có sự lựa chọn nào ngoài việc di chuyển về phía trước trước mặt anh là những người thừa hành và kẻ thù sẽ dẫn đường anh sẽ trải nghiệm một cảm giác phải cố gắng thoát khỏi những lực lượng đó cố gắng thoát khỏi bóng tối thoát khỏi những trận bão tố bạo lực nhất những âm thanh hỗn độn âm âm tuyết mưa mưa đá và bão tuyết hỗn loạn những thứ này cuộn xoáy vây quanh anh thật kinh hoàng anh bắt đầu tìm chỗ trú ẩn và sẽ tìm được sự bảo vệ bên trong một không gian đóng kín như là bên trong các lâu đài vừa được mô tả hay ở trong các hốc đá ở trong các lỗ ở trên nền đất hoặc trong những hốc cây hoặc ở trong một cái nụ sen giấu mình ở đây anh sẽ rất do dự không muốn ra ngoài và sẽ nghĩ tôi sẽ không bao giờ rời nơi này anh sẽ cảm thấy rất do dự khi phải rời các nơi bảo vệ này và anh cảm thấy hoàn toàn bám chấp vào những nơi này cứ như thế anh do dự không muốn ra ngoài kia nơi mà anh có thể phải đối đầu với những sự sợ hãi và kinh hoàng của trạng thái trung gian và bởi vì lo lắng và sợ hãi như thế anh sẽ tiếp tục giấu mình đi cứ như thế anh sẽ có một thân thể cho dù nó xấu xí đến đâu và đúng lúc này anh sẽ phải trải nghiệm đủ các hình thức đau khổ kinh nghiệm muốn ẩn mình này là dấu hiệu anh đang bị chướng ngại do những lực lượng ác độc những loài quỷ ma cà rồng ăn thịt người một cách cụ thể liên quan đến trạng thái này có một lời hướng đạo khẩu truyền sâu sắc hãy lắng nghe và thấu hiểu tại thời điểm này khi đang bị theo đuổi bởi những lực lượng thù địch anh sẽ cảm thấy bất lực không thể thoát khỏi và tràn ngập nỗi sợ hãi kinh hoàng anh phải ngay lập tức nhớ lại một cách hoàn hảo quán tưởng heruka mahotara siêu việt hay là haja kriva mã đầu minh vương hay kim cương thủ nếu có một bậc bản tôn thiền định riêng thì anh có thể quán tưởng ngài bản tôn có một thân Phật khổng lồ với những tay chân dài, đứng thẳng trong tư thế phẫn nộ uy mãnh có thể nghiền nát mọi chướng ngại. Bằng công đức thực hành này, anh sẽ thoát khỏi kẻ thù địch nhờ vào sự gia trì và lòng từ bi của những bậc bản tôn thiền định. Anh sẽ bảo đảm có được khả năng lựa chọn để nhập vào bụng mẹ. Đây là một điểm chính chân thật sâu sắc của giáo lý khẩu truyền do vậy bây giờ anh phải hiểu điều này hơn nữa bây giờ hãy lắng nghe hỡi người con của phật tính chư thiên trong các cõi thiền sắc giới và những chúng sinh tương tự trong những cảnh giới cao hơn tái sinh thông qua những tiềm năng ổn định của việc thiền định cũng như vậy chắc chắn nhiều lực lượng xấu xa bao gồm những tinh linh ngạ quỷ xuất hiện dựa vào sự biến đổi thân tinh thần của họ trong chính trạng thái trung gian này thông qua sự chuyển đổi lối nhận thức của họ theo cách này họ nhận được một thân của loài quỷ sân giận lực lượng độc ác hay là những loại quỷ ăn thịt người có khả năng thực hiện một số thần thông khác nhau một số loài ngạ quỷ cư trú ở trong biển thẩm một số di chuyển trong không trung 80.000 các loại năng lực chướng ngại, tất cả đều trở nên hiện hữu như là một kết quả của việc chuyển đổi lối nhận thức khi đang ở trong thân tinh thần. Bởi vậy, tại thời điểm này, trong khi đang quán tưởng bản tôn phẫn nộ, điều cốt yếu là anh phải giữ trong tâm ý nghĩa của tính không, tinh túy của đại ấn. Nếu không có khả năng thực hành theo cách này, thì anh phải trưởng dưỡng trải nghiệm của mình về những năng lực diễn tả tự nhiên huyễn ảo của thực tại. Nếu thậm chí không thể thực hành theo cách này, anh nên thiền định về bản tôn thiền định. Đức đại từ đại bi mà không cho phép tâm anh bám chấp trong bất kỳ khía cạnh nào. Thông qua việc thực hành một cách hiệu quả, anh sẽ đạt được Phật quả trong báo thân Phật trong trạng thái trung gian. Này bậc đáng kính, pháp danh người quá cố, hãy lắng nghe, vì những tiềm năng của những hành động trong quá khứ, anh phải nhập vào bụng mẹ trong giai đoạn này, một giáo pháp tiếp theo về những phương pháp lựa chọn cánh cửa đầu thai nhập vào bụng mẹ bây giờ sẽ được chỉ dạy. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Đừng chỉ đi theo bất kỳ cánh cửa đầu thai nào xuất hiện trước anh. Nếu trong khi bị những lực lượng báo thù theo luật nhân quả truy đuổi, anh đã mất hết năng lực không có khả năng chống lại toàn bộ tiến trình nhập vào bụng mẹ thì vào lúc này anh phải thiền định về Hajaquiva mã đầu Minh Vương. Ngài là bậc hộ trì nêu biểu sự dũng mãnh của từ bi, hóa thân phẫn nộ của đức Quan Âm. Vì lúc này có khả năng nhận thức siêu việt vi tế nên anh sẽ hiểu một cách rõ ràng tất cả những nơi chốn mà mình sắp phải sinh. Chúng sẽ xuất hiện một cách tuần tự. Bởi vậy, anh phải lựa chọn dựa vào những kiểm chứng, những chỉ dẫn và lời hướng đạo. Hộ niệm con, tư lương viên mãn con tùy hỷ, ba đời công đức con tích lũy, tất cúng vàng tam bảo thế tôn, nguyện sinh Phật Pháp mãi hưng long là lời hướng đạo khẩu truyền lựa chọn việc nhập thai vào cõi luân hồi ô nhiễm bởi vậy hãy lắng nghe một cách cẩn thận và làm như sau đầu tiên sự chuyển di tâm thức đến một cõi tịnh độ hoàn toàn của những bậc không hành sẽ hiệu nghiệm với những người có khả năng cao nhất bằng việc trực tiếp hướng chú ý như sau than ôi tôi rất buồn rằng ngay cả sau vô lượng kiếp tôi vẫn lại rớt lại đằng sau trong vũng bùng của luân hồi sinh tử. Thật đáng sợ làm sao khi rất nhiều người đã đạt được Phật quả trong quá khứ mà tôi vẫn chưa đạt được giải thoát. Bây giờ, vòng luân hồi làm cho tôi không yên. Nó làm tôi khiếp sợ. Tôi đã bị lạc lối trong luân hồi. Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đi tới phía trước. Giờ đây, tôi phải tái sinh bằng cách hóa sinh trong nụ của hoa sen giữa thánh chúng của đức phật a di đà ở cõi cực lạc phương tây hãy nỗ lực tập trung chú ý vào tư tưởng này hoặc anh có thể nỗ lực tập trung vào bất kỳ cảnh tịnh độ của đức phật nào mà anh mong muốn sinh vào như cõi biểu thị hỷ lạc hay là cõi sắc cứu kính thiên hay là akalavati hay là núi botala hay là anh có thể tập trung để đến cõi của Đức Liên Hoa Sinh là cõi Thiên Cung Liên Hoa Quang Minh hay bất kỳ cõi tịnh độ nào mà anh thực sự muốn vãng sinh. Hãy nhất tâm, đừng bị sao nhãn. Ngay khi có được sự chú tâm này, anh sẽ tái sinh vào trong cõi tịnh độ của Đức Phật theo tâm nguyện. Tuy nhiên, lại một lần nữa, nếu không vậy, anh muốn tiếp tục đi đến cõi trời Đâu Suất của Đức Phật Di Lặc thì hãy nghĩ như sau: Vào lúc này, trong trạng thái trung gian, đã đến lúc tôi tiếp tục đi vào hội chúng của Đức Di Lặc, vị pháp vương của giáo pháp linh thiên trong cõi trời Đâu Suất, đó là nơi tôi sẽ sinh vào. Nếu tập trung sự chủ tâm vào tư tưởng này thì anh sẽ tái sinh một cách vi diệu trên đài hoa sen giữa chúng hội của Đức Phật Di Lặc. Ngoài ra, nếu không thể thành tựu trong việc chuyển di tâm thức, nếu anh mong muốn nhập vào bụng mẹ hay bị bắt buộc phải tái sinh thì cũng có những lời hướng đạo khẩu truyền như sau để chọn lựa tái sinh trong cõi luân hồi bất tịnh, bởi vậy, hãy lắng nghe một cách cẩn thận, sử dụng những khả năng nhận thức siêu việt mà bây giờ anh đã có được để kiểm tra những châu lục một lần nữa theo cách vừa mô tả và tiến hành lựa chọn anh phải đi vào những miền đất nào mà giáo pháp được thịnh hành tuy nhiên hãy cẩn thận trong thực tế có thể anh đang sắp sửa tái sinh bằng cách nhập vào một thứ vật chất ô nhiễm và bẩn thỉu tuy nhiên anh lại cảm thấy cái đống bẩn thỉu đó có mùi vị ngọt ngào và sẽ bị cuốn hút hướng về nó và tái sinh ở trong đó bởi vậy, bất kỳ hình thức hấp dẫn nào như vậy có thể xuất hiện thì anh cũng đừng chộp ngay lấy chúng như thể chúng là có thật, hãy đảm bảo rằng anh an trú hoàn toàn trong sự tự do đối với tất cả những dấu hiệu của bám chấp và sân giận. Và trên cơ sở đó, anh hãy chọn cho mình một cửa đầu thai tuyệt hảo. Điều cực kỳ quan trọng là anh phải tập trung kiên định vào động cơ của mình khi sắp sửa nhập vào bụng mẹ. Bởi vậy, hãy nghĩ như sau. Vì lợi ích của tất cả chúng sinh, con sẽ tái sinh thành một vị chuyển luân vương hoặc nghiêm trì phạm hạnh như là một cây đại thụ sa la cao quý. Con sẽ sinh ra trong tầng lớp quý tộc tâm linh hay là sinh làm con của những bậc thầy thành tựu hay là vào những gia đình trì giữ dòng truyền thừa hoàn hảo của Phật Pháp hay là sinh vào những gia đình có cha mẹ sùng đạo sâu sắc. Một khi con đã chọn thân này, thân được gia trì bằng công đức, có thể hành động thay vì lợi ích chúng sinh, con nguyện dân hiến bản thân cho những công hạnh này. Anh phải tập trung vào những động cơ tư tưởng này rồi nhập vào bụng mẹ. Khi đi vào bụng mẹ, hãy gia trì nơi chốn này bằng việc nhận thức rằng đấy chính là thiên cung mạnh đà la của bản tôn hãy tràn đầy lòng dân hiến hãy đảm bảo rằng anh phải nhập vào mẫu thai trong khi đang cầu nguyện và quán tưởng rằng mình đang đón nhận quán đỉnh từ những đấng chiến thắng và chư pháp tử của các ngài trong mười phương cũng như từ những bản tôn thiền định cụ thể là từ bậc từ bi hồng danh đức phật bản tôn mình nương tựa tuy nhiên hãy cảnh giác vì khi anh lựa chọn nhập vào bụng mẹ sẽ có rủi ro nhầm lẫn bởi sức mạnh của những nghiệp trong quá khứ anh sẽ nhìn nhận một cửa đầu thai thù thắng thành ra tồi tệ và khi một cửa đầu thai xấu xuất hiện anh lại nhìn nhận nó là một nơi tốt vào lúc này những điểm thiết yếu của giáo pháp mang tính quyết định do đó một lần nữa anh nên hành động như sau cho dù nhận thấy một cửa đầu thai thù thắng vào bụng mẹ xuất hiện anh cũng không nên bám chấp vào những điều này ngược lại cho dù nhận thấy một cửa đầu thai không hoàn hảo thì cũng không nên cảm thấy sân giận cốt tủy của giáo lý chân thật sâu sắc này ở chỗ anh phải nhập vào bụng mẹ trong trạng thái tâm bình đẳng vĩ đại hoàn toàn thoát khỏi sự phân biệt tốt xấu chấp nhận và xua đuổi bám chấp và sân giận. Tuy vậy, ngoại trừ người nào đã trải nghiệm trạng thái bình đẳng này, còn lại vẫn rất khó cho chúng sinh để có thể tách mình khỏi căn bệnh trầm kha kéo dài của những thói quen và tập khí tiêu cực. Do đó, nếu người quá cố vẫn không thể thoát khỏi sự bám chấp và sân giận thì những chúng sinh tiêu cực với khả năng thấp nhất có thể tìm nơi trú ẩn trong cõi súc sinh hay những cõi thấp tương tự như vậy để đi ngược lại điều này một lần nữa hãy gọi tên người quá cố và nói như sau hãy lắng nghe hỡi người con của phật tính nếu anh không biết làm thế nào để lựa chọn việc nhập vào bụng mẹ và không thể từ bỏ việc bám chấp và sân giận thì hãy đừng chú ý đến bất kỳ thứ gì xuất hiện anh phải thỉnh cầu lớn tiếng hướng về ba ngôi tam bảo hãy quy y tam bảo hãy cầu nguyện đấng đại từ đại bi hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước hãy nhận ra rằng đây là trạng thái trung gian hãy từ bỏ mọi sự bám chấp và ràng buộc vào bạn bè con cái hay họ hàng mà anh đã bỏ lại đằng sau những sự bám chấp này bây giờ vô ích với anh hãy hòa nhập vào ánh sáng xanh dương của cõi người hoặc hòa nhập vào ánh sáng trắng của cõi chư thiên hãy đi vào những lâu đài bảo báo và những vườn hỷ lạc những lời hướng đạo này phải nhắc đi nhắc lại bảy lần sau đó trì tụng các bài kệ phù hợp như kệ cầu nguyện ba đô trước tác của đức pháp vương gieo quan trúc ba đời thứ tư bài cầu nguyện hộ trì tránh khỏi nỗi sợ hãi trong thân trung ấm hoặc bài kệ sáu trạng thái trung gian